buổi sáng sủa giờ vàng để lên đỉnh. Đây là thời điểm lãng mạn, rạo rực, cơ thể đã hoàn toàn nhẹ nhàng vì vừa hoàn thành quá trình tiêu hóa sau một giấc ngủ dài. Bác sĩ Đào Xuân Dũng, nguyên cán bộ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chuyên gia hợp tác các dự án dụ kế hoạch hóa gia đình nói rằng, ở nam giới, nồng độ testosterone nâng cao dần vào khoảng 5 giờ sáng sủa và cao nhất ở khoảng 9-10 giờ. Cơ thể thanh nữ cũng giàu estrogen sau khi đã được ngủ nghỉ. Lúc này hormone serotonin, một loại truyền dẫn thần kinh hồn, cũng tăng cao khiến người ta thấy dễ chịu rạo rực nên cả hai giới dễ đạt khoái cảm. Điều này khiến nam nhi muốn một buổi giao ban trước khi tắm buổi sáng sủa và nạp năng lượng bằng niềm vui. Các đức ông chồng lúc này cũng dễ làm hài lòng hoàng hậu vì có kéo dài cuộc vui với kích cỡ cậu nhỏ dài lớn nhất trong ngày. Tuy nhiên với thanh nữ, thời gian biểu chung cho tình dục lại là vào buổi tối, bản năng và thói quen làm mẹ lôi họ ra khỏi giường mỗi sáng sủa sớm kinh hồn các con thức dậy và nhìn thấy, họ kinh hồn không kịp làm bữa sáng sủa cho bố mẹ chồng, không kịp đi chợ cho bữa trưa, kinh hồn đi làm muộn. Tâm lý chị em không dễ chịu khó đáp ứng yêu cầu của chồng nên cuộc yêu buổi sáng sủa của họ soàn xỉn bị lãng phí, vội vã như bữa ăn nhanh. Còn buổi tối về đêm, sau một ngày làm việc mệt mỏi, nam nhi vẫn có ham muốn nhưng cậu nhỏ dài chắc chắn không lớn tưởng như sáng sủa sớm vì lượng testosterone giảm sút. Nên quan hệ trước khi đi ngủ dậy khiến nam nhi thấy mệt mỏi, có thể xuất tinh sớm. Phụ nữ bị chi phối vì tâm lý và quan điểm truyền thống nên khi đã cho con cái đi ngủ, họ mới cảm thấy bóng đêm thật lãng mạn, lại muốn có sự ôi lớn của chồng dỗ dành sau một ngày mệt mỏi. Yêu vào buổi sáng sủa không chung với nhiều cặp hoàng hậu chồng còn bởi suy nghĩ, buổi tối trước khi đi ngủ, hơi thở mới thơm tho sau khi trải răng, có thể sẵn sàng kỹ lưỡng những thứ tránh thai, yếu đuối tố lãng mạn như nến, bản nhạc còn buổi sáng sủa thì thức dậy trong sự ngái ngủ, hơi thở nặng nề mùi, vội vã kinh hồn muộn giờ. Tạo cơ hội cho buổi sáng sủa. Dành thời gian buổi đêm ngủ sớm để dậy sớm hơn vào buổi sáng sủa. Nếu đặt chung báo thức thì đừng nên để chung to sẽ khiến cả hai tụt cảm hứng. Nên để sẵn những đồ hỗ trợ gần giường như trước khi đi ngủ, xịt thơm miệng, bao cao su. Để tránh tình trạng bị lộ thì tốt nhất nên chốt cửa phòng. Đàn ông mùa thu, thanh nữ mùa xuân. Yếu tố mùa ảnh hưởng tới dục năng của loài người và đàn ông mà thời tiết ban cho mỗi giới cũng khác nhau. Sau thời gian dài ngủ đông thì khát khao của thanh nữ soàn xỉn đến vào mùa xuân vì đó là lúc cơ thể chị em được tiết estrogen cao hơn các mùa khác trong năm. Vào mùa xuân, dạn vật sinh sôi dễ khiến thanh nữ có tâm trạng dễ chịu, tươi vui. Mùa xuân là lúc dưỡng sinh tốt nên tử cung của họ có quá trình thu thập dinh dưỡng tạo cơ hội lót ổ. Nhờ thế cơ thể chị em lúc này trở nên gợi tình, muốn vuốt ve ôi yếm, chân tay linh hoạt, bản năng tình dục cũng phóng túng hơn. Nhưng với nam giới thì sự ẩm ướt, thiếu nắng của mùa xuân lại khiến dục năng của họ vẫn nối tiếp bị tiềm giữ. Nghiên cứu giảng của Đại học Iran chỉ ra rằng vitamin D có ảnh hưởng đến lượng testosterone nên vào mùa xuân, mùa đông tài năng tình dục của nam giới không sung mãn, do bức xạ ánh sáng sủa kém. Đến cuối hè đầu thu hoặc những ngày xuân nắng thì nhu cầu của nam nhi lại tăng vì lúc này lượng testosterone được tiết ra nhiều, ánh sáng sủa làm nở nang mạch máu khiến sự kích thích, cương cứng của cậu nhỏ dài tốt hơn. Kéo thu về giấc xuân. Ngoài những sinh hoạt tình dục của hoàng hậu chồng bình soàn xỉn thì game thủ nên chú trọng hơn những ngày xuân ấm áp. Đặc biệt với những ai lên lịch yêu thì hãy phá lịch chợt xuất để tận hưởng. Những ngày mùa xuân người hoàng hậu càng nên chủ động khởi xướng sẽ khơi gợi và nâng cao ham muốn ở nam nhi. Nam giới trong mùa này muốn nâng cao tài năng tình dục để đồng điệu với hoàng hậu thì nên tích cực tắm nắng hoặc sẽ sung vitamin D. Các cặp hoàng hậu chồng đang mong có con thì càng nên tận dụng thời tiết mùa xuân, lúc này cơ thể thanh nữ dễ thụ thai và mang tránh được sự viêm nhiễm cho thai nhi. Chồng theo giờ, hoàng hậu theo tháng. Trong ngày, khi nam nhi soàn xỉn suy nghĩ về xét mong muốn làm chuyện ấy, làm thế nào để chuyện ấy mỹ mãn, thì phần đông thanh nữ lại dành nhiều thời gian nghĩ về ăn uống làm món gì ngon, ăn thế nào cho khỏi béo. Nói thế không có nghĩa thanh nữ tiến bộ không ham muốn tình dục nhưng phần nhiều chu kỳ khát khao ở họ vẫn có xu hướng tập trung vào một số ngày đặc biệt, đó là những thời điểm thuận lợi cho sinh sản.
Vì vậy thời gian rụng trứng là lúc bản năng tình dục ở nữ trỗi dậy và có thể bộc lộ. Lúc này cơ thể họ gợi cảm hơn, hormone tình dục tiết ra nhiều hơn, không chỉ estrogen mà còn và progesterone, chất truyền dẫn thần kinh hồn cũng tăng lên. Đây cũng là thời điểm mà người nữ dễ thụ thai và đạt khoái cảm nhất. Còn nam giới, ngoài buổi sáng sủa là lúc cao điểm của testosterone thì trong ngày, họ vẫn còn hai thời điểm nữa là lúc buổi chiều và trước giữa đêm. Chính vì vậy, nhịp điệu tình dục của nam giới theo giờ thì ở thanh nữ tính theo tháng. Không ít gia đình trở nên lục đục, lạnh lẽo lùng vì nhiều ông chồng bị hoàng hậu phớt lờ dẫn đến thiếu cơm thèm phở. Đừng bỏ phí thời gian 2-5 ngày trước rụng trứng và 8-9 ngày sau khi hết kinh hồn. Một số chị em lại có nhu cầu cao trong những ngày đèn đỏ. Không cần phải kiêng tuyệt đối trong kỳ kinh hồn vì lo nhiễm khuẩn, game thủ chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ, quan hệ nhẹ nhàng. Nếu muốn thụ thai đúng đắn thì căn đúng ngày rụng trứng tức ngày giữa chu kỳ.